chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động để cập nhật cho mình những thông tin nông nghiệp hữu ích. Mời quý khán giả và bà con điểm qua thông tin nổi bật hôm nay cùng chúng tôi trước khi đi vào nội dung chi tiết. Dương sĩ, phụ kiện cắm hoa không thể thiếu, được nông dân Lâm Đồng trồng xuất khẩu. Cam sành miền Tây bén rễ, đất bảo lộc, trái mọng nước, màu sắc đẹp. Có thương hiệu, tỏi Lý Sơn hút khách, nông dân Lý Sơn tiếp tục giữ vững thương hiệu này. Con dúi còn gọi là chuột dúi giúp cho lão nông U60 ở Cần Thơ hút bạc như thế nào? Nông dân Đan Phượng nuôi bò sữa đã có những tín hiệu mới chuyển vọng. Kính thưa bà con và quý khán giả, bất kỳ một bó hoa hay là một lẵng hoa dù lớn hay là nhỏ cũng cần đến các loại lá trang trí. Đặc biệt là trong nghệ thuật trang trí hoa tươi, các loại lá trang trí như là dương sĩ là sản phẩm không thể nào thiếu. Cũng vì thế mà trong thời gian gần đây, nhu cầu tiêu thụ loại lá trang trí này trên thị trường trong và ngoài nước ngày một lớn dần. Vậy là coi như sự đầu tư rất sớm cây dương sĩ từ những năm 1998 của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Thành Công là đúng đắn. Công ty hiện có trụ sở đóng tại phường 1 thành phố Bảo Lộc đã nhập giống dương sĩ từ Costa Rica, một nước ở khu vực Nam Mỹ về trồng trên 10 hecta diện tích đất sẵn có của công ty. Và đến nay thì diện tích này đã tăng hơn khá nhiều và đã xuất khẩu đi được nước ngoài. Sau một thời gian thử nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc để lá dương sĩ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu, lá xanh không bị quặp, đảm bảo độ mềm mại, độ bền lâu, vân vân. Công ty khẳng định rằng trồng dương sĩ trong nhà kính là điều kiện tốt nhất để lá phát triển ổn định. Nếu được chăm sóc trong điều kiện và môi trường tốt, cả hai loại dương sĩ cứng và dương sĩ mềm đều cho thu hoạch sau 8 tháng chăm sóc. Với đặc thù là sản phẩm xuất khẩu dưới dạng lá, vì vậy bất kỳ thay đổi về màu sắc và hình dáng lá đều ảnh hưởng đến giá cả khi xuất khẩu. Do đó, công tác chăm sóc hàng ngày bao gồm cắt tỉa cành, quản lý sâu bệnh là hết sức quan trọng. Hiện nay, mỗi tuần công ty xuất sang thị trường Nhật từ 20.000 đến 30.000 đơn vị sản phẩm lá, với giá ổn định qua từng năm là 0,06 cho đến 0,07 đô la Mỹ một lá dương sĩ. Tuy nhiên thì không dừng lại ở đó, công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm để tìm kiếm các thị trường xuất khẩu tiềm năng khác, không riêng Nhật Bản. Ngoài sản phẩm kiểng lá xuất khẩu, công ty còn cung cấp giống chất lượng cao cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân, cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế ổn định và bền vững dựa vào các sản phẩm nhiều tiềm năng. Có một thông tin mới này cũng khá là hay và thú vị này chị Ngọc Dư. Bản thân là một nông dân ở Đồng Tháp 10, nhưng mà ông Lê Minh Chiêm lại chọn cho mình dùng đất Bảo Lộc để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là người nông dân này đã đưa những lợi thế là những cây ăn trái dùng mình lên cả Tây Nguyên để lập nghiệp và sinh sống. Dân vậy là coi như người nông dân này thích nghi, thích ứng rất là tốt. Nhưng mà có phải là đưa những cái loại cây từ miền Tây như là sầu riêng hay là cam, những cái đặc sản hay không Minh Thiện? Xin thông tin với chị Ngọc Chiêu và quý khán giả là hoàn toàn là đúng như vậy. Những đặc sản trái cây này sau nhiều năm thử nghiệm với không ít lần thất bại, thì cuối cùng ông cũng tìm ra được một cây trồng thích hợp nhất, đó là cây cam sành, cho chất lượng mẫu mã tốt nhất và thích hợp với khí hậu đất đai của xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Mời chị Ngọc Như và bà con cùng xem thông tin chi tiết cây cam sành bén rễ ra sao ở đất Lâm Đồng. Năm 2000, ông Triêm quyết định đầu tư hơn 1 hecta đất ruộng để trồng cam. Trải qua nhiều khó khăn bởi khu vực này trũng, đọng nước, nên ông phải lên liếp cao để trồng cam. Nhờ chịu khó tìm tòi và biết áp dụng kỹ thuật trồng cam, hàng năm vườn cam này đều cho thu nhập rất cao, từ 30 đến 40 tấn một hecta. Cam sành Đại Lào Bảo Lộc được đánh giá là khá ngon, mọng nước, màu sắc đẹp và hiện đang được bán với giá 35 đến 40 ngàn đồng một ký ngay tại vườn. Nếu so sánh với một số cây trồng chủ lực khác của địa phương như chè, cà phê, cam sành vẫn là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất, gấp 4-5 lần. Tuy nhiên, để trồng cam thành công, đòi hỏi người nông dân phải nắm vững kỹ thuật, từ cách chọn giống cho đến khâu chăm sóc, bón phân, xịt thuốc. Đặc biệt ở những khu vực không chủ động được nước tưới thì không nên trồng cam. Xác định đây là một trong những mô hình điểm sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn xã Đại Lào trong thời gian tới. Cán bộ khuyến nông xã sẽ tập trung vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân để mô hình phát triển ổn định theo đúng định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Tiếp tục thông tin liên quan đến người chăn nuôi heo và những người tiêu dùng, vì giá thịt heo hiện nay đang tăng rất là mạnh, giảm vào túi tiền của mỗi nhà nếu như chi tiêu không khéo. Giá thịt heo tăng đỉnh điểm đến nỗi mà nhiều người cho rằng thịt heo đang trở thành một đặc sản. Giá heo tăng mạnh, ngành chức năng thì cũng gấp rút họp khẩn để xem xét và bình ổn thị trường. Mời bà con và quý khán giả cùng xem diễn biến sau đây.
Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 11 tháng 10, giá bán các mặt hàng thịt gia súc của doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường được điều chỉnh tăng. Cụ thể, thịt heo đùi từ 100.000 đồng một ký lên 107.000 đồng một ký, thịt chay từ 91.000 đồng lên 95.000 đồng một ký, cốc lết từ 92.000 đồng lên 97.000 đồng một ký, nạc dăm từ 108 lên 114.000 đồng một ký, thịt ba rọi từ 115 lên 122.000 đồng một ký. Theo các doanh nghiệp, việc điều chỉnh tăng giá phù hợp với quy định của chương trình bình ổn thị trường. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi, với giá heo hơi như hiện nay, người nông dân đã có lợi lớn. Tính từ năm 2012, đây là năm giá heo hơi tăng kỷ lục 55.000 đồng một ký. Ông Đoán cho rằng, dù mức giá như hiện nay, người chăn nuôi đã có lời, tuy nhiên để chăn nuôi bền vững cần phải có lợi nhuận vừa phải. Ai chăn nuôi tốt, công nghệ cao sẽ tồn tại. Vì khi giá heo hơi cao là cơ hội cho người nông dân tăng đàn rất mạnh, nhưng việc tăng đàn như hiện nay cũng đã khác so với trước đây. Trước tình hình giá heo hơi tăng, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp khẩn với 12 doanh nghiệp lớn yêu cầu giảm giá, bình ổn thị trường thực phẩm. Bộ đề nghị các doanh nghiệp trong tháng 10 này phải giảm giá heo hơi xuống dưới mức 50.000 đồng một ký. Kính thưa bà con và quý khán giả, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về một đặc sản nổi tiếng, đó là tỏi Lý Sơn. Nghe tên thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không ạ? Sau hơn 9 năm kể từ khi tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ, thì giá trị của tỏi Lý Sơn ngày càng được nâng cao, giúp cho người trồng tỏi trên đảo có được nguồn thu lớn. Đặc biệt là tỏi Lý Sơn ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn. Và điều này thì được minh chứng rất là rõ ràng, bởi vì hiện nay tỏi Lý Sơn được tiêu thụ trên thị trường rất là nhiều tại các chợ cũng như là các siêu thị. Chính yếu tố này càng khiến cho người nông dân lo lắng là muốn bảo vệ thương hiệu tỏi của quê mình. Mỗi năm, cư dân ở đảo Lý Sơn trồng khoảng 310 hectare tỏi, thu hoạch trên 2.200 tấn tỏi tươi. Từ ngày được công nhận nhãn hiệu và được bảo hộ thì tỏi Lý Sơn đã có được thương hiệu trên thị trường. Người tiêu dùng biết đến tỏi Lý Sơn nhiều hơn, du khách khi đến với Lý Sơn cũng chọn mua tỏi Lý Sơn để tiêu dùng, làm quà biếu. Tỏi Lý Sơn rất là thơm và nó ăn trong miệng thì nó giòn giòn và cái mùi thơm nó nồng lên mũi, rất là thơm. Tỏi Lý Sơn đang được tiêu thụ mạnh nhất trong các loại tỏi trên thị trường, có mặt ở cả trong hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc. Nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên rất nhiều cơ sở chuyên kinh doanh tỏi Lý Sơn cũng được mở bán. Giá tỏi Lý Sơn thường dao động ở mức 50.000 cho đến 120.000 đồng một ký, có thời điểm tăng lên trên 150.000 đồng một ký. Chứ tỏi nó lại có cái đúng cái thương hiệu của nó, chứ để rồi nó trà trọng là nó mất giá, cho nên chị đoan mở thị trường rất là rộng. Tỏi Lý Sơn dù được người tiêu dùng tin dùng, nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn trong việc bảo vệ thương hiệu. Bởi vì việc bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn vẫn còn nhiều bất cập, đến nay vẫn chưa có bao bì đúng chuẩn, chưa có nhãn mác, tem chống giả đầy đủ để mà bảo hộ một cách tốt nhất. Nông nghiệp trên đường phát triển xin giới thiệu các mô hình làm ăn hiệu quả hiện nay của một số nông dân. Thưa bà con, tại thành phố Cần Thơ thì có một lão nông năm nay đã 60 tuổi nhưng mà lại có suy nghĩ khá là táo bạo để làm giàu. Anh Minh Thiện có biết con dúi hay không? Người nông dân này đã làm giàu từ con dúi. Tôi cũng có tìm hiểu một số thông tin về loài vật này. Theo tôi được biết thì dúi là một loài thuộc động vật gặm nhấm, người ta thường gọi là chuột dúi. Và nó có hình dáng y chang như là con chuột nhưng mà nó mập hơn và thịt ăn là khá là ngon. Và tôi nghĩ cũng không quá để nói đây là một mô hình sáng tạo khá là táo bạo ở miền Tây. Bởi vì miền Tây thì vốn đã phổ biến những loài vật nuôi đại trà như là heo, bò và dê. Vâng, và theo lão nông này chia sẻ thì nuôi dúi nhẹ vốn, ít công chăm sóc, lại có đầu ra ổn định, mỗi năm thu lời 200 triệu đồng. Mời quý vị cùng theo dõi mô hình mới hấp dẫn này. Khoảng 8 năm trước, trong một lần đi du lịch, ông Nguyễn Văn Hiếu, 65 tuổi, ngụ tại khu vực Bình Chánh, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bất ngờ phát hiện mô hình nuôi dúi tại một tỉnh ở Tây Nguyên. Thời điểm đó, tại miền Tây chưa có người nào nuôi loài động vật này, thậm chí là không ai biết con dúi và nuôi nó để làm gì. Dám nghĩ, dám làm, ông Hiếu đã nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thấy đặc tính con dúi dễ nuôi, không bệnh tật, vốn đầu tư ít, lại nhẹ công chăm sóc. Đặc biệt ở loài vật nuôi này không hôi, mặc dù nuôi gần nhà và giá trị kinh tế cao lại phù hợp với người lớn tuổi, nên ông Hiếu quyết định mua 8 con dúi giống với giá 10 triệu đồng để nuôi thử. Dúi nó đẻ, hết con này đẻ, thấy con kia là nó đẻ hoài. Mình được phải tìm 40 con dúi cái thôi ha, là mình sống suốt đời mình luôn, đẻ ghe luôn. Làm chơi nhưng ăn thiệt, trong thời gian ngắn, đàn dúi của ông Hiếu đã sinh sản rất nhanh. Mỗi năm, dúi cái có thể đẻ được 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con.
Nguồn thức ăn của dúi là những loại dễ tìm và rất rẻ như là tre, mía, bắp. Tính riêng 100 con dúi, mỗi ngày ông Hiếu chỉ tốn khoảng 7-8 ngàn đồng tiền thức ăn và mất khoảng 30 phút để dọn chuồng và cho dúi ăn. Theo lão nông này, dúi là loài gặm nhấm, ưa tối, sống trong môi trường hoang dã, thích đào bới. Mặc dù đã được thuần dưỡng, nhưng để tránh việc dúi đào hang trốn ra ngoài, thì chuồng nuôi phải đáp ứng được những đặc tính của nó. Chuồng bằng bê tông dày, thành chuồng cao, xung quanh dựng chết kín, có cửa khóa lại mỗi khi ra vào chăm sóc. Hiện nay, cơ sở của ông Hiếu có khoảng 300 con dúi giống và dúi thịt. Với giá 1 triệu 200 ngàn đồng một con dúi giống và 750 ngàn đồng một con dúi thịt, thì ông Hiếu rủng rỉnh bỏ túi 20 triệu đồng một tháng. Thêm vào đó, việc tận dụng phân dúi trồng nha đam cũng mang lại cho gia đình ông thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Thưa bà con, huyện Lâm Hà thì có nhiều vùng trồng cà phê già cỗi cần phải chuyển đổi sang những mô hình khác mới có thể giúp cho đời sống của nông dân khấm khá hơn được. Địa phương cũng đang định hướng cho nông dân nuôi bò sữa. Gần đây thì tỉnh Lâm Đồng đầu tư vốn và kỹ thuật cho nông dân để phát triển đàn bò sữa, cũng là cơ hội để cho bà con nắm bắt. Và điều quan trọng là có những công ty lớn đã đầu tư bao tiêu sữa tươi cho những hộ nuôi bò sữa với quy mô lớn, có sử dụng công nghệ nâng cao chất lượng sữa. Xã Đan Phượng đang có những mô hình nuôi bò đánh dấu những tín hiệu mới và triển vọng. Mời bà con cùng xem ghi nhận sau đây. Xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà là địa phương tập trung phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê. Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác, rất nhiều diện tích cà phê già cỗi cho thu hoạch ngày càng kém đi. Để khuyến khích nông dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chính quyền xã Đan Phượng đã và đang có những định hướng chuyển đổi, trong đó có việc chuyển hướng sang nuôi bò sữa. Tuy nhiên, đây là dự án đòi hỏi số vốn khá lớn, nên hiện chỉ mới có vài hộ tham gia và đa phần là cán bộ địa phương mạnh dạn đi đầu. Mạnh dạn đi đầu thì bây giờ toàn cán bộ đi trước. Và hiện giờ Đan Phượng tôi là có tổng là có 3 cái mô hình về bò sữa, số lượng nó khoảng gần 100 con. Một số hộ bây giờ cũng đang thấy là mấy cái mô hình nó có hoạt động có hiệu quả, nó vậy thì họ cũng sẽ nghĩ tới những việc là đầu tư để họ chăn nuôi bò sữa. Anh Nguyễn Duy Cường đang là cán bộ tư pháp ở xã Đan Phượng, là một trong số các hộ mạnh dạn đầu tư nuôi bò sữa từ năm 2016 đến nay, với số vốn hơn 600 triệu đồng xây dựng 180m² chuồng trại. Hiện đây là mô hình nuôi bò sữa có quy mô lớn nhất ở xã Đan Phượng, với tổng đàn là 28 con bò sữa, trong đó có 10 con đang cho sữa. Hiện tại thì chúng tôi cũng còn những cái phần đất mà sử dụng nó chưa được hiệu quả. Thì tôi nghĩ đến cái việc mà nuôi bò này để tận dụng cái nguồn cỏ và cái nguồn đất thừa đó để mà phát triển cái con bò sữa này. Hiện nay anh Cường cùng với các nông hộ trong vùng đang bán sữa cho Vinamilk với giá 14.000 đồng một ký sữa tươi. Với năng suất ở trại bò sữa này, mỗi ngày anh Cường thu khoảng 1,5 tạ sữa. Sau khi trừ chi phí mỗi tháng, công việc chăn nuôi này cũng mang về cho gia đình anh hơn 25 triệu đồng. Nhận thấy việc nuôi bò sữa từ mô hình nhà anh Cường mang lại hiệu quả thực tế, nhiều hộ nông dân trong vùng cũng đang từng bước đầu tư cho hình thức chăn nuôi này. Về cái hiệu quả kinh tế thì bước ban đầu thì nếu mà nói về cái chăn nuôi bò sữa thì cái thu nhập nó cũng rất là đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân. Nuôi bò sữa đòi hỏi người chăn nuôi phải am hiểu kỹ thuật, có thời gian chăm sóc, thức ăn cho bò ngoài cỏ tươi thì hàm lượng cám dinh dưỡng phải thích hợp. Đồng thời ở Đan Phượng, các hộ nông dân đa phần đều sử dụng rơm rạ khô để cho bò ăn thêm. Có như vậy thì mới đảm bảo được lượng dinh dưỡng trong sữa bò đầy đủ. Hiện nay mô hình nuôi bò sữa ở địa phương này vẫn còn nhỏ lẻ so với các vùng chuyên chăn nuôi trong toàn tỉnh. Nhưng bước đầu đã mang đến những tín hiệu khả quan cho người dân nơi đây khi mà việc chăn nuôi đang phát triển khá thuận lợi. Những mô hình sản xuất vừa rồi có những định hướng và cách làm khác nhau, nhưng mà cuối cùng cũng đã đi đến những thành công nhất định. Hy vọng là những thông tin này sẽ kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân. Và đến đây thì bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con. Nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829 930.